Chú lái xe đi hẳn vào đây. Hía, trời ơi, sao lại đâm vào xe, trời ơi. Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bê Quý Thành. Trong video hôm nay mình cùng ốc sẽ thử thách đạp xe đạp vào đêm khuya lúc 3 giờ sáng. Okay. Và không biết chuyện gì sẽ xảy ra và chúng mình sẽ gặp những thứ gì đáng sợ thì vào video các bạn sẽ biết. Và trước khi vào video các bạn đừng quên Rút like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo cho bọn mình. Rồi bây giờ ốc đọc cốt truyện của tựa game này cho các bạn nghe đi. Tựa game này có tên là Burger và Fright, tức là Burger và sự sợ hãi, nỗi sợ hãi. Đó là một đêm khuya và bạn đang thèm bánh mì kẹp thịt. Đã đến lúc bạn đạp xe để về nhà ăn bánh mì kẹp thịt. Burger and Fright là một trò chơi kinh dị ngắn, trong đó người chơi đạp xe xuyên qua một khu rừng tối. Trò chơi được lấy cảm hứng từ các trò chơi như Rise with Strangers và một số bộ phim kinh dị nào đó của John Carpenter. Trò chơi được chơi tốt nhất ở chế độ toàn màn hình. Trò chơi được điều khiển bằng chuột và từ cái đấy ai chả biết. Tôi đòi bây giờ vào chơi luôn nha các bạn, để xem mình đạp xe gặp cái gì đáng sợ. Okay. Mà nghe rất đáng sợ như thế. Yes. Đi thôi. Đã quá muộn rồi, mình nên về nhà thôi. Quá muộn rồi, quá thôi thôi đi về nhà rồi, đừng nghe ông hát các bạn rồi. Đây chắc là chỗ mình mua bánh xong rồi bây giờ mình phải đi về để ăn bánh. Chính xác. Thật ra là Bê Quy Thành không có đạp xe giỏi lắm. Nếu như các bạn mà tò mò về khả năng đạp xe của Bê Quy Thành thì các bạn có thể quay trở lại sau khi xem hết video này ở cái video này nha các bạn. Đó, để ở đây. Bê Quy Thành đạp xe rất là bá đạo. Rồi, đi ơi. Nhưng đây cái hướng dẫn để chúng ta đi nhá. Ai, đi trên con đường xuyên rừng, quá là ghê. Tối om om, chả thấy cái gì các bạn. Đường sau khi thèm, nhớ thèm vào ban ngày nhá. Ai mà biết được game nó bảo đi vào ban đêm. Rồi, hiện lên tên của tựa game này. Cái biển chỉ dẫn này Tuanela. 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 Tuanela chắc là trạm nghỉ các bạn ạ, mình thấy có cái giường. Giống như là các bạn đi trên đường cao tốc ở Việt Nam và các bạn thấy ở bên biển chỉ dẫn sẽ có những cái chỗ là trạm nghỉ đúng không? Ừ, đây chắc là khu vực Tuanela. Đây chắc là đường cao tốc. Đường xuyên rừng mà. Ờ. Đường cao tốc, tôi đạp xe trên đường cao tốc. Sao lại... tôi không bao giờ bị lốc. Hả? Đường cao tốc đi ô tô chứ, sao lại đạp xe đường cao tốc chết chắc. Đây đường cao tốc nước ngoài chắc mình đạp xe đạp. Chắc không phải đường cao chắc tốc không phải đâu. Chắc là chỉ là một cái đường tối lộ. Quá ông ơi, tối chả thấy cái gì. Oh, hello chú lái xe ơi. Chú lái xe chắc chú cũng đi mua bánh kẹp như mình. Chắc cũng đói đấy, buổi đêm chắc cũng thèm ăn bánh mì kẹp ấy. Chính xác ấy. Tăng tăng tăng. Sao thế, game kinh dị cái gì mà có thấy gì đâu, chỉ là đi đạp xe thôi mà. Ừ, đạp xe thôi, trời đẹp quá nhỉ. Ừ, trời đầy sao. Có một con xe đạp ấy. Một ai đấy ngã xe rồi. Nhưng đâu có thấy ai đâu. Ừ, chắc là người ta đã về và bỏ lại xe đạp. Thôi kệ đi. Ừ. Hay bây giờ mình lụm, mình đi bán sắt vụn kiếm được ít tiền mua trà sữa. Lụm cái xe đạp rồi. Vậy là mình có 2 chiếc xe đạp. Thôi mà đạp. Chắc là ai đấy không thích đạp xe đạp ấy, người ta vứt luôn, người ta chạy bộ cho nó nhanh các bạn. Really nigga. Hả? Chạy bộ cho nhanh xe đạp. Chắc xe hỏng. Ờ đây hết đèn à. À đây đèn này. Có ai chưa? Ai đạp xe đạp đằng trước mình không ạ? Đây là một cái đường ray tàu hỏa. Sóc, hơi sóc các bạn, hơi sóc. Bạn ơi, đợi mình với, chúng mình đạp xe chung cho vui buổi tối mà. Chết rồi, sao không có đèn nữa? Ờ? Thì ế, lại quay về nhà hàng hả? Mà cái chữ bị sao vậy? Sao tự nhiên mình đạp đến đuổi theo một cái bóng dáng của một ai đó mặc áo trắng nha. Sao rồi mình lại quay về đây? Thôi đi về đi. Chắc lúc nãy là mình nằm mơ. Ừ, chắc là mình mơ đấy chứ mình chưa đi đâu các bạn. Đúng ạ. Rồi, nãy giờ chỉ là demo đấy các bạn. Là chưa ngủ, đi. Ngủ gật ở chỗ mua bánh mì. Bây giờ mới là đi thật này các bạn này. Đúng rồi. Đi gọn về bên phải đi. Các bạn nhớ đi gọn về bên phải, đừng đi giữa đường, đừng đi dàn hàng 2 hàng 3 trên đường nha, rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm nha và mất trật tự an toàn giao thông luôn. Đúng rồi. Như mình nha, mình còn đi sát ô tô đâm tàu hiệu đấy, để bảo là tại số phận định mệnh. Không phải. Ô cái gì ấy? Kìa, cái gì trên đường? Cái con bù nhìn á, bù nhìn dơ mà. Bù nhìn ấy mà. Cứ tưởng cái gì, tưởng ma. Ngáo. La. Cuộc đời này không bao giờ có ma. Không bao giờ có ma luôn hả ốc? Chính em tự xác. Tin đấy. Anh nghe những câu chuyện bà anh kể là những mình đi đêm vào một mình như thế này hay gặp ma lắm ấy. Thôi. Đây, nhất là đi giữa khu rừng ghi thật sự luôn các bạn. Đâu rồi? Nhà mãi chả thấy nhỉ? Cẩn thận đi dẹp vô. Hello chú. Sao lại gặp lại chú? Hello chú, cái gì mà hello chú? Chú ở trong ô tô, người ta có cách âm, người ta nghe mình nói ô tô xịn. Đúng rồi. Mình đi ngoài đường, có biết đi ô tô bao giờ đâu mà biết. Xe đạp này. Vẫn là cái xe đạp đấy. Lần này nó có vết máu không ơi? Có vết bàn chân đi về phía trước. Ồ, thế thì chắc là người bị tai nạn.
là ô tô này, ô tô vừa nãy đâm vào cái xe đạp này, xong ô tô bỏ trốn. Ồ. Xong bây giờ mình mất dấu, bước chân mất dấu rồi. Đây. Ôi bạn ơi, bạn ơi, chân bạn bị thương à? Để mình đèo bạn đi cấp cứu bạn ơi. Đúng rồi. Ủa, bạn đâu rồi? Bạn đâu? Bạn ơi. Con ma. Ma nữ tóc dài. Cho mình quay xe đi các bạn. Ma nữ tóc dài. Sao quay xe mà xe vẫn tiến là thế nào? Đang thẳng về nhà đi chứ không quay xe. Sao lại quay về đây? Cái gì chữ nó cũng ngoằn ngoèo quá các bạn ơi. Ủa, chữ nó như kiểu bị ám rồi các bạn ạ. Bị ám rồi. Lại đạp xe thế, nữa à? Thế là cái em lúc nãy là em ma. Ở trong cái áo cưới giấy mình bị ma làm gì nhỉ? Mê hoặc, mình không thể thoát ra được ấy, gọi là cái gì nhỉ? Mê hoặc á? Nó làm mình như kiểu lạc vào một vị trí mà không ra được ấy, đi. Lạc vào cơn mơ. Cơn mơ cái gì? Gọi là cái gì, ma gì các bạn ạ? Ma che mắt. Ừ đúng rồi, ma che mắt các bạn ạ, nó che mắt mình rồi. Nên là mình cứ đi lại lại ở đây thôi. Ở trên kia có cái trạm phát sóng cao rồi. Chăng hôm nay sao? Anh đi bên trái đường, thế là ô tô đâm chị queo rồi, còn cái gì nữa. Thử lần này thử đâm vào cái ông ô tô kia xem nào. Điên à? Thôi, tôi thấy là không mình ngu các bạn. Đúng rồi, tự nhiên không gian im lặng quá. Không Bê có thể nói gì đi. Chú ơi, sao chú đập đầu vào vô lăng ấy chú ơi? Ôi. Chú đang test độ cứng của vô lăng. Chú test độ cứng của vô lăng các bạn ạ. Chú ơi, đập đầu thế ngu người không thể tươi cười chú ơi. Thôi kệ chú đi. Thôi kệ chú đi. Quan trọng là chỗ cái xe đạp ấy. Ghê rồi. Toàn của ốc ạ. Biết thế không, nhanh lên. Không rủ em đi mua bánh mì vào buổi đêm nữa. Toàn thật. Vết máu to. Ôi xời ơi. Vết máu to hơn. To hơn. Vết chân vẫn thế. Rồi cứ đạp đi nào, anh nghĩ là anh cứ cắm đầu anh chạy thôi. Bây giờ anh không muốn nhìn lại nữa, anh cứ đi thẳng. Đúng rồi. Đi tối thui lùi vậy. Một đoàn tàu dừng lại đừng đâm vào tàu. Đúng rồi, các bạn thấy tàu là phải dừng lại nha. Thấy đèn báo tàu cũng phải dừng lại nha. Không còn bị tai nạn đó. Rồi, rất là nhiều toa với các hành khách đang ngồi trên tàu. Đi ngang đường tàu, tàu đấy đợi lâu quá. Đằng sau có gì không? Không. Ghê lắm mà, chỗ xe đạp có máu như lúc đấy mình thấy một cô áo trắng. Chắc là con ma đấy. Không phải đâu, chắc bạn đấy đạp xe. Đạp xe cái gì? Bây giờ chờ tàu lâu quá hay nhảy vụt qua tàu giống như trong phim siêu nhân được không? Bị điên à? Anh không phải là siêu nhân đâu. Anh bây giờ đâm vào tàu thì anh chết queo à. Ôi chị ơi, sao người chị đẫm máu thế? Đến lại chỗ chị. Không, chị đi đến chỗ mình. Đi đến để xin sự trợ giúp hay băng bó cho tôi. Đây, lại đây em cứu chị. Nhưng mà chị ấy kinh quá. Biến mất rồi. Đấy, biến mất rồi. Ui, đoàn tàu bị ám rồi. Về đi. Chạy đi, coi như mình không nhìn thấy nó. Coi như mình nhìn nó hiểu không? Đừng có nhìn lại. Đừng nhìn lại. Lái xe mà kinh nghiệm bao nhiêu năm của mình là đừng bao giờ nhìn lại các bạn ạ. Kinh quá. Ghê quá. Cây đổ. Có mà, được hay không mà, biết thế không đi mua bánh mì nữa. Cái mồm làm khổ cái thân đấy các bạn. Nó bò. Cái gì nó cứ xèo đấy nhỉ? Thì không mà đuổi đó. Thế à? Cái gì đấy? Đừng mà lại quay về nhỉ. Ủa, chỗ này nó bị làm sao rồi các bạn ơi? Nó che mắt mình thật rồi. Mình lại quay về điểm bắt đầu. Và đồ đạc hay là các hàng quán đã tắt hết điện rồi, trở nên kinh dị hơn. Rồi đi mãi không thoát được khỏi cái cửa hàng bán bánh kia là thế nào? Chuyện gì đang xảy ra? Ma che mắt mình à? Mình mong là đây chỉ là một giấc mơ. Chỉ là một giấc mơ thì tốt quá ông ạ. Đúng rồi. Okay. Gì đây? Xoắn ốc. Không phải đến nhà ốc rồi nhá. Mê cung rồi. Mê cung à? Mê cung hình xoắn ốc à các bạn? Ghê vậy. Đúng lại là bây giờ mình cắm đầu mình đạp xe đi. Không biết đi đến đâu nhưng mà cắm đầu mà chạy. Mà cũng có biết đi đâu gì đâu. Toàn đường thẳng mà có rẽ đâu. Chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Những người quá tồi tệ. Quả này mà gặp ông lái xe kia là chú ơi cho cháu lên xe ngồi nhờ. Vứt luôn xe đạp ở đây. Chứ mình đạp xe này tí ngất trên cành quất. Nhưng mà liệu ông ấy còn bình thường không? Nãy đi qua thấy ông ấy đập đầu, chắc bây giờ đầu ông ấy vỡ rồi. Đấy em biết ngay mà. Bắt đầu khi nào? Ủa cái gì đấy?
quỷ thì thấy không? Con quỷ trong ô tô thấy không? Chạy đi! Mẹ ơi, cứu con! Toàn rồi, các bạn ơi! Chạy đi ông ơi! Anh thấy không ổn, tôi đi nào! Trời ơi! Hốt quá! Cái xe đạp đâu rồi? Xe đạp đâu rồi? Không thấy xe đạp đâu nữa. Có vết chân nhưng không thấy xe đạp đâu nữa. Chính xác rồi. Cái gì ấy? Mà con này đua xe! Ôi chị ơi, em không đua xe với chị đâu. Chị để lái xe bằng chân các bạn ạ. Quá đỉnh luôn. Trời ơi, chết xe cả chị ơi. Kinh quá. Ôi ơi. Ôi đi hầm. Qua đường hầm này các bạn. Mà tự nhiên ơi, có thấy đường hầm ở đây đâu. Ai biết được. Chị gái đâu rồi? Chị lái xe lộn ngược cổ. Lộn ngược cổ ở đằng sau luôn. Các bạn thấy buồn cười rồi đấy các bạn ạ. Mình chả thấy sợ gì mấy. Buồn cười quá. Ôi ghê mà. Cái gì cơ? Ánh sáng gì ấy? Kệ à? Anh sáng cầu. Qua cầu ấy đúng không? Cầu. Ừ. Đèn đường mà chả không, thấy không gì. Không phải cái gì đâu các bạn ạ. Không phải cái con gì đâu. Đấy là mình tự nghĩ thế thôi, mình bị ám ảnh ấy. Chính xác các bạn. Cứ đi theo vạch kẻ đường này chúng ta sẽ không đâm vào đâu đâu. Đúng rồi. Tiếng gì đấy? Tự nhiên lại... Chú ơi! Chú đuổi theo mình! Ôi! Chiếc xe quỷ ám! Chạy! Làm gì đi các bạn ơi! Chú có chiếc xe quỷ ám, cái xe có mồm! Chú hình như đang soi đèn cho mình. Soi đèn cái gì? Mình mà đi chậm... Vào khu công trường rồi, cẩn thận nha! Khu công trường nha! Ui! Nguy hiểm quá các bạn ơi, cứu mình. Khi mà có công trường các bạn đừng có đến đấy chơi nha, rất là nguy hiểm. Đúng rồi đấy. Đây là mình bị đuổi, mình vô tình thôi. Với cả là mình bị ma che mắt. Đây này, trượt chân mà rơi xuống cái lỗ này thôi đi gặp các cụ luôn. Phải tập trung đạp xe. Đằng sau mình biết là có thứ rất là ghê đang đuổi mình. Một chú đập đầu vào vô lăng xong rồi ngất trên cành quất. Đi dễ. Tập trung. Chú kia làm sao qua được cái chướng ngại vật đấy? Xe chắc là đang mắc kẹt ở hai cái vực bên rồi. Đúng rồi, không đi được rồi. Bây giờ mình cứ chạy thẳng thôi. Mình cắm đầu mình đạp xe. Mình thoát rồi các bạn ơi, mình sẽ về nhà. Chính xác các bạn. Nhà ơi. Không phải đâu, mình lại quay về điểm bắt đầu ấy. Cái quái gì vậy? Tâm mệt với cái game này rồi nha. Hơi bị mệt đấy nha, đạp xe hơi mệt nha. Đạp xe không hợp. Rồi không biết thì chuyện gì xảy ra lần đạp xe này nữa. Mình đi long vòng luôn. Như kiểu mình bị che mắt thật luôn ấy. Thế là mình ngủ mơ của mơ của ngủ mơ. Gì đấy? Con Nela lần này lại là một cái hầm á. Một cái hầm các bạn ạ. Một cái hầm. Rồi quả này không ổn rồi. Có điều gì đấy bất ổn lần này. Chắc chắn mình sẽ phải chui vào cái hầm. Ui giời. Lần nào mà nó chả bất ổn. Con bù nhìn này lúc có lúc không nha các bạn. Ừ, đúng, có lúc không thật. Có biết lần này có gặp chú lái xe nữa. Ôi, chị ơi. Chị gái đang lái xe đằng trước các bạn. Chị ơi, đợi em, chị ơi. Có đúng chị gái không? Chắc phải nhìn, không phải hay sao ạ. Nhìn giống tóc đâu có dài đâu. Ôi dồi ôi, căng thẳng thật đấy các bạn ạ. Đạp xe buổi tối mà. Chắc là chị đấy đấy. Thôi đến làm quen, bảo chị đừng dọa em nữa, em sợ quá. Chị đang đóng phim đúng không? Chị đang đóng phim, chị đang dọa chị em đúng không? Đóng phim kinh dị à? Đóng phim ma phá lắc. Cua đi rồi đi thế đâm sư vào giải phân cách bây giờ. Sao tự nhiên cho lại cua nhiều thế, lúc nãy mình đi đâu có cua này đâu. Cua đi. Cái này cua gấp các bạn, cua gấp. Vào hầm. Chị đâu có gì kìa. Chạy. Hầm này không ổn rồi. Chạy đi ông ơi. Rồi thôi toang. Tiếng gì ấy? Không biết tiếng gì, chạy. Tiếng gì mà con con á. Đấy. Đấy, chỉ nóc hầm có con quái vật các bạn ạ. Rồi sao? Ồ, may quá hầm có đèn. Hầm. Cấm xe đạp. Ồ chết rồi. Đây là cấm xe đạp. Đi vào chỗ cấm xe đạp, chắc là có ô tô đấy, anh phải tránh ấy nha. Thôi cấm xe đạp mà đạp xe nhanh thế. Có chuyện kia đạp là mình tự tin rồi. Là có người được đạp xe vào đây. Rồi sao nữa? Lại vào hầm tiếp, liên tiếp những cái hầm khác nhau. Không phải liên tiếp hầm với nhau mà vẫn trong một cái hầm đấy. Thế á? Cái gì ấy? Cái gì ạ? Một con quái vật! Chạy! Chạy gây điệu! Các bạn ơi, cứu mình! Ôi dồi ôi! Ôi dồi ôi, đi nhanh lắm! Con đấy chính là con mà thù lù lúc vào hầm đúng không?
Ai mà biết đạp xe cắm đầu mà chạy thôi. Cẩn thận. Ui nhiều người đạp xe đấy. Cẩn thận chạm vào chết đấy nha. Chạm vào người ta chết đấy, đâm vào người ta chết đấy. Mấy bà lại đi xe đừng có đánh võng xem nào. Kìa bà tạt đầu mình kìa. Mấy bà tạt đầu mình. I say mấy bà này đi kinh thật đấy. Đánh võng lạch. Bạn tổ lái phái đua xe à? Ừ, thoát rồi. Không có hình đầu lâu làm sao nhớ. Đầu lâu á? Cái gì ấy? Những bàn tay thò ra. Kinh quá. Đạp xe xuống địa ngục à? Đạp xe đi vào lòng đất rồi. Ôi, những bàn tay đang thò ra. Chú lái xe đi hẳn vào đây. Kìa, trời ơi, sao lại đâm vào xe, trời ơi. Ra chỗ chỗ. Xin vĩnh biệt cô. Not yet. Vẫn chưa phải bây giờ các bạn ơi, nó cho mình cơ hội làm lại các bạn ạ. Cơ hội à? Cơ hội rõ ràng. Cơ hội à? Ok nha. Con ma, chui ra. Căng quá các bạn ạ, áp lực ngang luôn. Mình thấy đau đầu ngang. Rồi xong, tí một binh đoàn nó đạp xe ra đi này. Đùa không? Con đấy nó đi, nó quá nặng các bạn, nó quá to, đập dịch. Rung cả cái hầm rồi luôn mà. Mọi người đi đường đánh võng xem nào. Công an đây này. Nó còn tạt đầu á các bạn ạ. Nó ghê luôn á. Đây rồi, đến chỗ này rồi. Chỗ này ghê này các bạn này, những bàn tay thò ra này. Kệ nó cứ đi ở giữa chắc không sao đúng không? Cua mà ốc, không phải đơn giản là đi ở giữa đâu. Ui, khó, tập trung như tí nha các bạn nha, tập trung như nha, không nói gì nha. Nó lúc nó quay lại, các bạn quay đầu lại là mình mất phương hướng. Mình hơi bị lỡ mất cái nhịp đấy. Mình tập trung. Đừng bắt tao. Đằng sau còn có cả xe kia nó đuổi nữa chứ các bạn ạ. Đúng rồi, cái ông chú đấy bị quỷ nhập rồi. Những bàn tay này sẽ giữ mình lại nếu mà mình giữ. It was at this moment that he knew he fucked up. Ủa? Thế thì đằng nào vẫn vậy mà. Không phải đâu, đấy là cái kết. Cái kết của lần chơi đấy các bạn ạ. Bây giờ là lần tiếp theo này. Mọi thứ thay đổi hết rồi. Khu rừng như kiểu bốc cháy ấy. Mọi thứ bây giờ chuyển sang màu đỏ này. Ui bầu trời này. It's too late, quá muộn rồi. Quá muộn rồi là sao? Ai biết được, tức là quá muộn để đi về rồi à? Ui, đường này. Đường trụi hết rồi. Ô, mình đi đâu đấy ốc? Không biết nữa, mình đi xuống lõi trái đất rồi. Địa ngục à? Đây là địa ngục à? Địa ngục đúng rồi. Sao đi địa ngục? Tôi có làm gì đâu. Nhưng linh hồn ai oán kìa. Kinh quá, ôi cái chị ơi. Giống như là ma trời. Cút đi. Ghê vai trưởng được kìa, còn mắt à? Mắt đâu mắt. Tôi cứ bay theo mình, cút đi. Tôi cứ bay theo tao. Mình chết mất thôi. Quay xe đi. Rồi, bay lên rồi. Bay lên rồi. Có gì nhỉ, có gì cứ kêu ấy nhỉ. Biết có gì. Đây người ta còn đạp xe xuống địa ngục. Kìa, cánh cổng sang địa ngục đấy, sang thế giới bên kia. Tôi đang đạp xe đi mua bánh mì mà. Ghê quá. Ui gì đây? Gì giữa à? Đường là gì đây? Gì à? Ôi. Thoát rồi à? Cánh cửa để thoát này, rồi. Cái này thoát đúng không? Ôi cái gì bế mình lên rồi. Nó xích tay lên. Hả? Treo cổ lên. Ui chị gái. Ôi chị ơi em có làm gì chị đâu chị ơi. Chị ơi đừng bắt em. Chị ơi em xin lỗi bà. Kìa. Chị ta đi em. Ủa kìa sau có cái gì kìa? Enough, đủ rồi. Có một con gì đấy đã kéo chị lại. Ờ, pha
Phong ấn chị. Phong ấn chị lại. Ồ, nó ăn luôn chị luôn. Bạn không thuộc về nơi này. À, nó thả mình đi. Nó thả mình đi các bạn ạ. Ừ, đi đi, xách xe lên, xách xe lên, chạy đi. Thôi bỏ xe đi, nó chạy rồi. Không lấy xe đạp nữa. Thoát chưa? Thoát rồi, chắc thoát rồi đấy. Thoát rồi à? Quay ó. Chó mặt quá, ô, choáng váng quá. Đây rồi, đang ở trên xe đang ăn ăn burger các bạn. Cái vỏ burger kìa, thấy không? Vỏ đồ ăn nhanh à? Ơ, mình lại là người lái ô tô là sao? Mình đang đạp xe mà. Mình đâm vào chị gái. À, anh hiểu rồi. Cốt truyện của game này nghe kinh dị nhưng mà đây vừa nhìn cái này là biết là vừa có vụ tai nạn. Và mình chính là người lái xe, mình đã tông vào chị đấy. Và chị ấy đã biến thành hồn ma và quay lại trả thù mình. Và cái người đàn ông trên xe ô tô đấy chính là mình nha các bạn. Chiếc ô tô đỏ này. Đấy, túm lại là thế thôi, chị đấy quay lại trả thù đấy. Hãy ăn một bữa thật ngon nhá. Have a nice meal. Nói chung là anh này đã bị chị ấy trừng trị vì cái tội lái xe không an toàn này. Đúng rồi. Gây ra tai nạn thì đã bị hồn ma của chị gái trả thù và biến mình có cái cảm giác giống như kiểu chính là của chị đấy ấy. Khi mà chị ấy đạp xe và bị những cái thứ truy đuổi đấy. Mình sẽ có cảm giác hiểu. Tức là hoán đổi vị trí cho nhau. Đúng rồi. Rồi các bạn ơi, đây là một tựa game khá là ám ảnh. Nếu các bạn thích tựa game này thì các bạn bình luận ở dưới nhá. Còn không thích thì các bạn có bình luận ở dưới. Còn bây giờ chắc là tụi mình sẽ dừng video tại đây thôi. Đạp xe nửa đêm quá mệt rồi. Bây giờ chắc là bye bye, hẹn gặp lại bạn bây giờ sau.